vào ấy, và nó cứ lõm xuống, xong một lúc là mới căng được lên, nghĩa là cảm tưởng như cái da của mình nó bị lặng ấy. Nhưng mà khi mà em làm như vậy thì cái da của em cũng thấy là nó khi mà em châm vào nữa thì là nó có thể là cái độ đàn hồi nó nhanh hơn. Còn mỗi khi là cái chỗ này này, cả một cái khoang này này là nó bì là một, xong rồi châm vào nó lại không lẩy lên được luôn, nó phải để lại một lỗ bởi một lúc xong nó mới lại đàn hồi lên được. Thì em nghĩ là da chắc là nó bị như kiểu phù ấy đấy, nó kiểu ứ nước ấy.